Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 8 trong phần giáo trình Seoul 2A Palwa Chongman Sogjang Hageseo. Ở đây bạn này bạn nhìn thấy bạn này rất là buồn, cho nên bạn nhìn bạn rất là buồn. Tức là ý tiếng Việt của mình tương tự như là như vậy. Thì chúng ta xem cái phần hắc sức mục tiêu trong phần mục tiêu bài học trong phần này, bài số 8 Chongman Sogjang Hageseo. Bạn buồn thế? Tiếp theo, phần hắc sức mục tiêu của chúng ta sẽ có phần từ vựng đó là cam chông, đó là phần tình cảm. Phần ngữ pháp và biểu hiện số 1. Động tính từ đi với kết. Đây sử dụng khi nói, suy diễn hoặc phỏng đoán về một trạng thái hoặc một hoàn cảnh mà hoàn cảnh lúc nói có nghĩa là chắc là hoặc là sẽ Tiếp theo, ngữ pháp số 2 đó là danh từ đi với temune, đây có nghĩa là vì. Vì cái danh từ này. Thì cái này sử dụng khi nào? Khi đưa ra đưa ra khi nói lý do hoặc nguyên nhân của một việc nào đó. Tiếp theo Maraki il nói một. Cung kampyuen haki. Và nói một này chúng ta nói về cái sự đồng cảm của mình hoặc của bạn bè mình khi uh, người khác gặp một cái sự việc buồn nào đó tiếp theo vun bước qua y ngữ uh, ngữ pháp và biểu hiện số 2. chúng có chúng ta có động tính động từ đi với auperita ở đây có nghĩa là uh, mất rồi chúng ta có dịch có thể là động từ này mất rồi ví dụ ăn mất rồi hay đi mất rồi sử dụng khi kết quả một sự việc nào đó tăng làm tăng cái tâm trạng tiếc nuối hoặc là một hành vi nào đó đã kết thúc làm giảm cái gánh nặng hoặc là cái trách nhiệm của người nói thì trường hợp này đối với ít hoặc là ít polita tự quên mất rồi hoặc là mất đồ rồi thì chúng ta là viết liền nhau không viết tách ra ví dụ Ichopolita hay là Iropolita Cái này chúng ta viết liền vào với nhau Tiếp theo chúng ta có động tính từ đi với l hoặc là ulte biểu hiện một sự liên tục của thời gian thực hiện một hành vi một hành động hoặc một hoàn cảnh hoặc một việc nào đó ví dụ như là uh, Chun tê khi lạnh tức là thời gian lạnh nữa còn ngoài thời gian lạnh thì không nói đến cái này nữa khi lạnh khi nóng hoặc là khi ăn khi đi T khi đi khi đi hà nội chẳng hạn Harry Kalte khi đi Seoul. Seoul, Seoul Kalte. tiếp theo Maraki phần nói 2. chúng ta có sang hoang sơn miêng hagi đây là mình giải thích về một cái hoàn cảnh nào đó giới thiệu về hoàn cảnh hoặc giải thích về hoàn cảnh. Tutko Maraki phần uh, nghe và nói interview thực kỳ chúng ta nghe một đoạn phỏng vấn tiếp theo interview hagi chúng ta trực tiếp làm phỏng vấn 읽고 쓰기 đọc và viết stress 해소법에 대한 근기 chúng ta đọc một đoạn văn về cái phương pháp giải tỏa stress 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 해소법에 대한 chúng ta viết cần là đoạn một đoạn văn than ethan là về một cái gì đó hay là phương pháp giải tỏa giải tỏa của cái gì ạ Stress. Stress. stress, stress là stress. Tiếp theo, quá chê phần thực hành, sang tam ha -gi. chúng ta thực hành là tư vấn. Chúng ta dạng đóng vai thực hành tư vấn tâm lý. Một bạn thì có những cái lo lắng, những cái về khó chịu hoặc về những cái về buồn bực thì chúng ta tư vấn cho người ta cái phương pháp. Tiếp theo bún hoa sàn là dạo qua văn hóa cam sai in thì cam Insa in này là cái lời cảm ơn tức là in sa lời chào cảm ơn mà chúng ta hình dung như kiểu là chúng ta đem một món quà đến tặng cái người 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 đi đến nhà người khác chơi và chúng ta tặng người ta một món quà thì người ta bảo là những cái lời nói đó của người chủ nhà đáp lại thì đấy là cam sai ví dụ như sao phải mua quà đến đây tương tự như một lời cảm ơn tiếp theo parum phát âm n trong gà gà đây là những cái tình huống mà thêm chữ n phát âm khi phát âm thêm chữ n vào đằng sau chúng ta bài học ngày hôm nay có những nội dung như vậy chúng ta hãy đẩy để ý và chúng ta thực hành thật là tốt những cái phần trong phần bài học này Chúng ta tiếp tục vào phần bài học. Bài số 8. Chúng mang sang Thì khi mà chúng ta nhìn người khác, chúng ta sẽ nói như vậy. Nhìn thấy người khác buồn bực, buồn lòng, thì buồn rầu. Thì chúng ta nói câu này, thì chúng ta tìm hiểu xem là tại sao lại như vậy. Và từ vựng bài này chúng ta hôm nay học về tình cảm cam chân. Đầu tiên là Kibuni Chota. Đây là tâm trạng tốt kibuni nappuda, tâm trạng xấu kibuda, vui Sulputa, sứpuda, buồn chin thích thú vê cô đơn Changpihata, phi là, xấu hổ súc sang buồn tập, tập da, khó chịu Để chúng ta nghe và đọc theo 기분이 좋다 기분이 나쁘다 기쁘다 슬프다 즐겁다 기분이 좋다 기분이 나쁘다 기쁘다 슬프다 즐겁다 외롭다 창피하다 속상하다 답답하다 외롭다 속상하다. 답답하다. chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo kín trăng tùy là ngại ngùng xấu hổ cực 걱정되다 là lo lắng hoa 나다 là tức giận nổi giận 짜증이 나다, 북민. 중탕해. 긴장되다, 걱정되다, 화가 나다, 짜증이 나다, 긴장되다, 걱정되다. tiếp theo chúng ta sẽ vào phần ngữ pháp số 1 vunp in đầu tiên động từ đi kết đây là sẽ hoặc là có lẽ chắc là chúng ta sẽ sử dụng tiếp theo chúng tôi uh, giới thiệu lại cái ngữ pháp này kết khi sử dụng khi nói suy diễn hoặc phỏng đoán về trạng thái hoặc hoàn cảnh lúc nói uh, ngày mai tôi cùng với các bạn của mình sẽ đi chơi nulokha là đi chơi pusan 내일부산 와, wow, 좋겠어요. nghĩ ra cái hoàn cảnh đó, là thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ nghe. 내일 친구들하고 부산으로 놀러 가요. 와, 좋겠어요. 내일 친구들하고 부산으로 놀러 가요. 와, 좋겠어요. Tương tự như vậy chúng ta xem một số cái uh, uh, ví dụ ở bên này. Steven C. Siom Chan Va Số. Bạn uh, Steven thì rất là tốt. Kibuni Chột Thả. Kibuni Chột Kết Sở Yô. Kibuni Chột Kết Sở Yô. Hanuri. Hanuri Ơ Tù Ở Yô. Bầu trời thì u ám. Ơ Tù Ở Yô. Tối, tối tăm bầu trời tối tăm u ám cốt pika ota pika o kết ở đây 3 giờ đồng an hội run là sẽ pikun thể ket soyo pikun pikun có ket pikun thể ket soyo chúng ta sang thể có thể sẽ chắc là chúng ta sang ngữ pháp số 2 n temune, vì cái danh từ này thường là vì sử dụng TEMONE thì cái kết quả đằng sau nó không được tốt khi kết quả không được tốt người ta mới hỏi như này 감기 때문에 못 왔어요. 중럼 우리가 이부분다줄리 씨, 어제 왜 학교에 안 왔어요? 감기 때문에 못 왔어요. 중단해라. 줄리 씨, 어제 왜 학교에 안 왔어요? 감기 때문에 못 왔어요. 다음에, 우리가 몇다 ví dụ vì thời tiết chẳng hạn Biangki ga chulba vì thời tiết nên máy bay không xuất phát được thì là dalsi temune tiếp theo yuchum hue sa il temune vì công việc ở công ty achu papayo dạo này vì công việc nên rất là bận temune oje siom chunbi temune hôm qua vì chuẩn bị cái chuẩn bị cho cái kỳ thi chăm muốn chăm một chất rồi nên tôi ngủ không được tung sen tung sen tèm một xúc chia một vì em nên không làm được bài tập đây là ngữ pháp số 2 trong phần này bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ ba đó là phần nói một trong phần nói 1, chúng ta lưu ý uh, cho tôi, đây là cuộc nói chuyện giữa hai người Yu Jin và Chun Liang. Ở đây chúng ta chú ý một số cái từ liên quan đến tâm tư tình cảm chúng ta cũng hay dùng rất là nhiều. Chun Liang si, bu sơn an chu ni Bạn có việc gì không vui à? Ne, chingu temone chom geuk i Vâng, vì bạn nên tôi như vậy tôi có một chút lo lắng như vậy nếu vú 일 nhìn đi vậy sao thế có việc gì à chính 교통사고가 ca kêu thông là số vì bởi vì bạn bị tai nạn giao thông nên đang đang ở, ở bệnh viện à cứ nếu chống man cực tuyệt kết này 그때 친구가 빨리 퇴원했으면 좋겠어요. Nếu mà bạn đã được xuất viện có phải tốt không? Hãy chúng ta nghe. Đây thực sự bạn này bạn rất lo lắng về cái việc mà bạn ấy bị tai nạn ở bệnh viện. Julian 씨, 무슨 안 좋은 일 있어요? 네, 친구 때문에 좀 걱정이 돼서요. 왜요? 무슨 일 있어요? 친구가 교통사고가 나서 병원에 있어요. 아, 그래요? 정말 걱정되겠어요. 네. 친구가 빨리 퇴원했으면 좋겠어요. 중땅에 날 불렀나? 줄리앙 씨, 무슨 안 좋은 일 있어요? 네. 친구 때문에 좀 걱정이 돼서요. 왜요? 무슨 일 있어요? 친구가 교통사고가 나서 병원에 있어요. 아, 그래요? 정말 걱정되겠어요. 네. 친구가 빨리 퇴원했으면 좋겠어요. 이제 출량의 역할을 해보겠습니다. 줄리안 씨, 무슨 안 좋은 일 있어요? 왜요? 무슨 일 있어요? 아, 그래요? 정말 걱정되겠어요. bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của juchin người nói trước xi chắc 네 친구 때문에 좀 걱정이 돼서요 친구가 교통사고가 나서 병원에 있어요 네. 친구가 빨리 퇴원했으면 좋겠어요. Ờ, chúng ta sẽ đọc thêm một vài lần nữa. Chúng ta dừng video và chúng ta đọc thêm một vài lần nữa. Sau, sau đó chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại mà tôi sắp bật ở đây để chúng ta không nhìn vào chữ mà vẫn nghe được nội dung. 줄량 씨, 무슨 안 좋은 일 있어요? 네. 친구 때문에 좀 걱정이 돼서요. 왜요? 무슨 일 있어요? 친구가 교통사고가 나서 병원에 있어요. 아, 그래요? 정말 걱정되겠어요. 네. 친구가 빨리 퇴원했으면 좋겠어요. 릴라, 띵홍수 못, 고종타. là Chun Liang và Yu Jin nói chuyện về cái việc mà Chun Liang đang lo lắng đó là bạn bị tai nạn giao thông đang ở trong bệnh viện. Tình huống số 2, chúng ta cùng nói chuyện giữa Yu Jin và Chun Liang. Tình huống ở đây là vì kỳ thi nên hơi buồn. Có chuyện gì? Thì bạn này bạn nói. học Tôi đã học rất là chăm chỉ mà một và kỳ thi lại không tốt, không được tốt như mong đợi nên bạn này rất là buồn. Thì bạn cuối cùng là bạn nói Thaumcium chắn passmian nếu mà kỳ thi sau mà tốt nữa thì mà thi tốt thì tuyệt vời. Tiếp theo vì công việc nên rất là mệt thì bạn này bạn ấy nói là tại sao có việc gì thế dạo này công việc nhiều quá nên không có thời gian để nghỉ ngơi thì cuối cùng bạn mong muốn là đó là gì ạ pali Palichubari pali chuari nếu mà đến chủ nhật càng sớm thì càng tốt tiếp theo yếu chip 때문에 좀 짜증이 나서요. vì cái nhà bên cạnh mà rất là khó chịu. thì khó chịu vì về cái việc gì? may pam là đêm nào cũng vậy. piano를 쳐서 잠은 못 자요. vì đêm nào cũng chơi piano lên bạn này bạn ấy không ngủ được. thì bạn này mong muốn như thế nào? 그 집이 이사를 갔으면 좋겠어요. ấy muốn cái nhà đó chuyển đi thì tốt. Đấy, chúng ta bốn tình huống như vậy. Chúng ta hãy đọc thật kỹ và chúng ta nắm lại phần số 1 đó là à, về ngữ pháp thì chúng ta có kết rồi có temune vì cái gì đó và bạn ấy mong muốn cái gì đó chúc kết sôi vì lý do vì lý do gì đó mà chúng ta buồn giàu thì chúng ta nói cho người khác biết và chúng ta mong muốn cái điều như thế nào thì chúng ta cố gắng luyện tập ba cái yếu tố này đối với tình huống cố định của chúng ta. Chúng ta đặc điểm của chúng ta là bị lo lắng hay bị khó chịu về cái gì chúng ta nói được cái khó chịu đấy ra và chúng ta mong muốn như thế nào thì cũng có thể nói được cho người khác biết đó là cái biểu hiện tình cảm của chúng ta. Chúng ta sang phần số 2, phần ngữ pháp 2 ở phần ngữ pháp hai này chúng ta có động từ đi với a ơ polita đây có nghĩa là sử dụng khi kết quả một công việc nào đó làm tăng tâm trạng tiếc nuối hoặc hành vi nào đó kết thúc làm giảm gánh nặng hoặc trách nhiệm của người nói ở đây chúng ta có ví dụ tức là dịch cấu trúc ngữ pháp này có nghĩa là mất rồi hoặc là cái gì đó mất rồi Ví dụ như là đã đi mất rồi hoặc là đã đẻ mất rồi hoặc là đã vứt mất rồi hoặc là rơi mất rồi đấy. Hoặc là uh, khi mà dùng ít ta hoặc là quên và ira thì cái này viết liền với nhau. Quê irke cho tại sao đến muộn thế này? Kichaka polso tona polisoyo. Tàu hóa đã đi mất rồi, vừa đi mất rồi. 정말 미안해요. 기차 시간은 잘못 알았어요. 여기 리더우, 왜 이렇게 늦었어요? 기차가 벌써 떠나버렸어요. 정말 미안해요. 기차 시간을 잘못 알았어요. 왜 이렇게 늦었어요? 기차가 벌써 떠나 버렸어요. 정말 미안해요. 기차 시간을 잘못 알았어요. 자, 이제 chúng ta thêm một số ví dụ hiểu thêm phần ngữ pháp này. Ví dụ 친구가 저를 기다리지 않고 bạn đã không đợi tôi. 가 벌었어요. 가 벌었어요. 나 đi rồi. 동생이 제가 만든 음식은 다 먹어 버렸어요. 듣어요? 약속 시간이 몇 시인지 몇 시인지 잊어버렸어요. 잊어버렸어요. 약속 시간은 là thời gian hẹn mấy giờ? không biết là mấy giờ. Tôi quên mất thời gian hẹn không biết là mấy giờ rồi. Kuil tha. Kunne kunna da. Tha kunne poligo. Tha kunne tha kunne polioso. Ba mi pineo. Đây ạ, cái trường hợp thứ hai đó là làm giảm cái trách nhiệm. Kuil, kuil công việc đó tha tất cả nếu công việc đó tất cả kết thúc Mà mi phiên hiểu tư tưởng thoải mái Đấy, chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo đó là ngữ pháp số 2 động tính từ đi với l, l t cái này chúng ta dịch là vào khi động từ hoặc khi tính từ đó. Ví dụ như là stress 받을 khi mà nhận được stress, khi mà bị chết ấy, ở thực làm thế nào? 맛있는 것을 먹거나 드래곤의 카이오. À, tôi sẽ đi ăn hoặc là đi hát. Chúng ta nghe phần hội thoại này. Stress 받을 때 어떻게 해요? 맛있는 것을 먹거나 노래방에 가요. 스트레스 받을 때 어떻게 해요? 맛있는 것을 먹거나 노래방에 가요. chúng ta xem thêm một số ví dụ để hiểu thêm ngữ pháp khi này khi thực hiện một hành động hoặc là khi một hành vi hoặc là một cái tính chất nào đó cho nên khi bunny nạp puta nạp không có bắt chim thì chỉ thêm chữ l thôi ạ à. vào chữ ân này là vào chữ pư này thì thành da Khi tâm trạng tồi, tâm trạng không tốt, ư mang hơn từ rồi, khi tôi tâm trạng không tốt thì tôi nghe nhạc. Đây ạ. the tanida. À khi mà đi học. Khi còn đi học ấy, hoặc là khi mà đi làm ở trường thì là taninte. Taninte. Đây, tani. Pabunde. TÊ. Đây ạ. 웃, 웃거리. 켈리시는 웃, 웃다, 웃는데. 이마 거애. 리이거에참 예뻐요. 라 생. 한국에서는, 어 한국 날씨가 아주 덥다 덥은데덥은데마 uh, 아주, 날, 뜨는 날씨가 더운 날씨가 더운 날씨가 더운 날 thì ăn gà hầm sâm. Xin cô tân quá đốn tà tê Đây là khi mà chơi cùng với bạn bè à chú chân cơ rất là thú vị, rất là thích thú chân cấp tà Chúng ta vừa học xong hai ngữ pháp đó là động từ đi với l ưn tê khi mà động từ có ba chim hoặc tính từ có ba chim sẽ đi với lt còn nếu mà không có ba chim thì sẽ đi với lt thêm vào thành 받침 chim còn khi mà chúng ta tiếc nuối hoặc là giảm nhẹ gánh nặng nào đó thì chúng ta dùng là động từ đi với a đây ạ ví dụ như là cứ ý cứ ý đến thả cân ne plia sầu thả ne 마음이 피네요. OK, chúng ta chú ý, chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần maraki y ở phần Maraki này chúng ta có cuộc nói chuyện giữa Sao Minh và Mariko. Chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài này một chút. Mariko si, Mariko si ba phổ thông búa ha dẻo. Mariko vào cuối tuần thì thường làm gì?

저는 주말에는 항상 운동을 해요. 무슨 운동을 해요? 수영이나 농구를 해요. 그래요? 저도 매일 수영을 해요. 어, 우리는 취미가 같네요. 마리코 씨는 주말에 보통 뭐 하세요? 집에서 쉬거나 친구를 만나요. 샤오밍 씨는요? 저는 주말에는 항상 운동을 해요. 무슨 운동을 해요? 수영이나 농구를 해요. 그래요? 저도 매일 수영을 해요. 어. 우리는 취미가 같네요. tiếp theo chúng ta sẽ đóng vai của Mariko 마리코 씨는 주말에 보통 뭐 하세요? 저는 주말에는 항상 운동을 해요. 수영이나 농구를 해요. 어, 우리는 취미가 같네요. Tiếp theo chúng ta sẽ đóng vai của Minh. 집에서 쉬거나 친구를 만나요. 샤오밍 씨는요? 무슨 운동을 해요? 그래요? 저도 매일 수영을 해요.

수영이나 농구를 해요. 그래요. 저도 매일 수영을 해요. 어, 우리는 취미가 같네요. 반면 모티, 반면 모티, 중다, 란 마리코, 란, 어, 야, 이, 네, 화, 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 Và trong một trong số hai cái đấy thì cùng nhau thì hai bạn này là Udinon, Chimika, Tiếp theo, Mariko tình huống này là muốn thích đọc sách và uh, dọn dẹp nhà cửa, chân xô heo, dọn vệ sinh. Thì bạn này, bạn này thích xem phim. Thì sao mình thích xem Komiti Yonwana, Yung Yonwana, Còn Mariko thì lại cũng hoa Chachu Paiu. Số ba là tình huống bạn Mariko đi shopping hoặc là đi un đông, còn bạn sao minh thì lại luôn luôn vào cuối tuần nấu ăn bạn ấy nấu ăn món hàn hoặc là nấu ăn món chung thì Mariko cũng vào mỗi thứ bảy hàng tuần yuri Peoyo cũng học nấu ăn và tình huống số bốn bạn Mariko vào cuối tuần bạn ấy sẽ làm bài tập xúc che săn chiếc cơ thể làm bài tập hoặc là đi dạo còn sau minh luôn luôn đọc sách bạn sau minh đọc số dân chiếc khi đã chạp chí in cơ hồ đọc số dân là tiểu thuyết hoặc là tạp chí thì Mariko cũng uh, số dân chiếc số dân chiếc à chú hiểu cũng rất thích tiểu thuyết đấy là tình huống bốn đoạn như vậy thì các bạn cứ đóng vai và chúng ta thực hiện thay từng tình huống thực tế của chúng ta vào nữa. Chúng ta sang phần tiếp theo, tức cô Chúng ta tiếp tục bài học với phần tức cô Nghe và nói. Phần chuẩn bị. 여러분은 언제 기분이 좋습니까? Tâm trạng của các bạn khi nào thì tốt? Khi ăn, khi tập thể thao hay là khi đi du lịch. Chân thức cô. Chân thức cô. cửa Các bạn nghe cho kỹ và chọn cái đúng. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 마리코 씨, 무슨 좋은 일 있어요? 네. 내일 제가 제일 좋아하는 배우 유민호 씨를 보러 방송국에 가요. 아, 그래요? 무슨 일로요? 방송국에서 일하는 친구가 인터뷰를 하는데 구경하러 가는 거예요. 정말 좋겠네요. 네. 너무 좋아서. 오늘 잠도 못잘것 같아요. Thì ở đoạn này thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chọn đáp án số 3. Ngày mai bạn này bạn ấy sẽ đến Phang Sung Cúc để gặp cái người Peu mà bạn ấy yêu thích, chú An Ninh đó là diễn viên yêu thích. Chúng ta nghe lại. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 마리코 씨, 무슨 좋은 일 있어요? 네. 내일 제가 제일 좋아하는 배우 유민호 씨를 보러 방송국에 가요. 아, 그래요? 무슨 일로요? 방송국에서 일하는 친구가 인터뷰를 하는데 구경하러 가는 거예요. 정말 좋겠네요. 네. 너무 좋아서 오늘 잠도 못잘것 같아요. bạn ấy quá vui vì quá vui nên tối nay có thể là không ngủ được chúng ta chọn số 3 tiếp theo chúng ta sang phần 2 여러분 어떤 사람 인터뷰 싶습니까 các bạn muốn phỏng vấn người nào trong số những người này đầu tiên là đây ạ, diễn viên nổi tiếng người à, vận động viên thể thao hay là người à, nổi tiếng trong lĩnh vực về tư pháp chính phủ văn phòng thì chẳng tức cô chỉ muốn tập hoặc nghe cho kỹ và chúng ta chọn đáp án à, trả lời cho câu hỏi chúng ta để câu hỏi trước này số 1 nam chay thể hàn xuân miêng gửi chúng ta chọn cái đúng về cái giới thiệu chọn cái giới thiệu đúng về người con trai yô chung phiền lô và dạo này không bận il tè mô 위 공작 nên du lịch nhiều. 스트레스 받은데 운동을 합니다. 우리가 선잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하십니까? 바쁘신데 이렇게 시간을 내 주셔서 감사합니다. 네. 안녕하세요. 유민호 씨는 요즘 영화와 드라마 때문에 아주 바쁘신데 힘들지는 않으십니까? 조금 힘들지만 팬들이 좋아해 주시니까 행복합니다. 일이 많으면 스트레스도 많을 것 같은데 그럴 때는 어떻게 하십니까? 팬들이 보내주신 편지를 읽거나 운동을 합니다. 시간이 나면 해보고 싶은 일이 있으세요? 여행을 하고 싶어요. 일 때문에 여행 다닐 시간이 전혀 없어요. 끝으로 팬들에게 하고 싶은 말씀 있으세요? 네. 항상 사랑해 주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도 계속 열심히 하겠습니다. 팬들이 이 인터뷰를 들으면 정말 좋아하겠네요. 오늘 인터뷰 감사합니다. Bạn này bạn ấy đang rất là bận. Thứ hai là vì công việc nên không có thời gian đi du lịch. Và thứ ba là khi mà bạn bị stress bị stress bị stress thì bạn tập thể thao hoặc là đọc email email của các fan gửi đến. Rồi chúng ta nghe lại một lần nữa. 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하십니까. 바쁘신데 이렇게 시간을 내주셔서 감사합니다. 네. 안녕하세요. 유민호 씨는 요즘 영화와 드라마 때문에 아주 바쁘신데 힘들지는 않으십니까? 조금 힘들지만 팬들이 좋아해 주시니까 행복합니다. 일이 많으면 스트레스도 많을 것 같은데 그럴 때는 어떻게 하십니까? 팬들이 보내주신 편지를 읽거나 운동을 합니다. 시간이 나면 해보고 싶은 일이 있으세요? 여행을 하고 싶어요. 일 때문에 여행 다닐 시간이 전혀 없어요. 끝으로 팬들에게 하고 싶은 말씀 있으세요? 네. 항상 사랑해 주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도 계속 열심히 하겠습니다. 팬들이 이 인터뷰를 들으면 정말 좋아하겠네요. 오늘 인터뷰 감사합니다. Ok, chúng ta chọn số 3. Chúng ta sang phần tiếp theo là phần nói. Phần nói trong phần này đó là Chingurul interview have interview Hebo Với những câu hỏi tương tự như thế này chúng ta cũng có thể là làm interview cùng với bạn mình chúng ta có thể thêm lấy gọn độ mười câu hỏi để chúng ta hỏi bạn của mình thì các bạn khi mà các bạn mệt mỏi các bạn làm gì nói chuyện bạn bè hay là viết nhật ký hay là ăn hay là tập thể thao thì chúng ta đọc một đoạn văn bên dưới chúng ta cùng nhau dịch đoạn này 스트레스 푸는 방법 라 phương pháp pul ta 글호주글리된 t 호주 한국에서 생활 하면서 재미있는 일도 많지만 가끔 힘든 때가 있습니다. 어, 한국 어 s ố n Tuy là có rất nhiều là cái điều thú vị, có công việc thú vị, nhưng thỉnh thoảng, cũng có những lúc mà rất là mệt mỏi. 저는 한국어로 하고 싶은 말을 잘한수 없는데 스트레스를 받습니다. Tôi khi mà nói bằng tiếng Hàn không tốt. 저 한국어로 하고 싶은 말은 잘한수 없는데 khi mà nói, khi mà nói những thứ mà tôi muốn nói bằng tiếng Hàn không tốt, thì tôi nhận được cái sự nhận được xét bị xét âm xích temu né vì đồ ăn tôi cũng có lúc thấy khó khăn. 그렇지만 그렇기 때보다 무엇 무엇보다 가족이 보고 싶은 데가 제일 힘듭니다. 그렇기 때문에 을위 tất cả những thứ khác. 그 việc nhớ gia đình khi mà nhớ gia đình là lúc mà khó khăn nhất. 그런데 그런 때는 그 lúc đó, 한국에 있는 고향 친구들은 많습니다. 또 gặp những người bạn ở cùng quê. 친구들과 함께 맛있는 음식은 먹으면서 khi đó thì tôi cùng ăn những món ăn ngon cùng các bạn. 우리나라 말로 얘기하면 준겁습니다. Và chúng ta và chúng tôi sử dụng cái ngôn ngữ của đất nước chúng tôi nói chuyện với nhau thì rất là thích thú. 가끔 thẳng thắn, tôi cũng ra ngoài đi bộ khoảng độ một tiếng. 可可可 namien, sau khi, nếu mà sau khi đi bộ, 可可可可呢, ít, ít giờ blin su ít습니다. nếu mà đi bộ thì, sẽ có thể quên đi được những cái lo lắng phén muộn. 그리고 정소를 하는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 아, 봐, 그 방법은 련 vệ sinh cũng là pháp rất là tốt. 깨끗한 집을 보면기분이 좋습니다. 아, nếu m nhìn thấy 여러분은 스트레스 받은 데 어떻게 합니까? 아, khi mà các bạn bị xét thì làm thế nào? Ở đây, Kelly, 언제 제일 힘듭니까? bạn này, bạn khi nào cảm thấy vất vả nhất? Đó là khi nhớ gia đình. Tiếp theo, Kelly, Kelly가 한국 생활이 힘든데 하는 것은 모두 곳에 고르세요. Khi mà bạn ấy cảm thấy cuộc sống ở bên Hàn Quốc vất vả khó mệt mỏi thì bạn ấy sẽ làm những việc gì thì là lấy dọn vệ sinh và đi dạo đi bộ tiếp theo phần viết chúng ta viết pasumnika bạn nhận stress khi nào tiếp theo nên ở thực gì khi đó thì bạn làm thế nào sale Uh, tôi giới thiệu luôn cái phần viết này phần viết này các bạn phải chú ý viết là khi chúng ta viết ấy là chúng ta theo kiểu mở bài thân bài kết bài chứ không phải là chúng ta trả lời mấy cái câu hỏi như thế này yeah. chúng ta trả lời câu hỏi nhưng dưới dạng chúng ta viết thành một đoạn văn yeah, các bạn chú ý như vậy uh, chúng ta phần đọc chúng ta sẽ nghe phần đọc này của bạn Kelly stress 푸는 방법 한국에서 생활하면서 재미있는 일도 많지만 가끔 힘들 때가 있습니다. 저는 한국어로 하고 싶은 말을 잘할수 없을 때 스트레스를 받습니다. 음식 때문에 힘들 때도 있습니다. 그렇지만 무엇보다 가족이 보고 싶을 때가 제일 힘듭니다. 그럴 때는 한국에 있는 고향 친구들을 만납니다. 친구들과 함께 맛있는 음식을 먹으면서 우리나라 말로 이야기를 하면 즐겁습니다. 가끔은 밖에 나가서 한 시간 정도 걷습니다. 걷고 나면 걱정을 잊어버릴 수 있습니다. 그리고 청소를 하는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 깨끗한 집을 보면 기분도 좋습니다. 여러분은 스트레스를 받을 때 어떻게 합니까? 스트레스 푸는 방법 한국에서 생활하면서 재미있는 일도 많지만 가끔 힘들 때가 있습니다. 저는 한국어로 하고 싶은 말을 잘할수 없을 때 스트레스를 받습니다. 음식 때문에 힘들 때도 있습니다. 그렇지만 무엇보다 가족이 보고 싶을 때가 제일 힘듭니다. 그럴 때는 한국에 있는 고향 친구들을 만납니다. 친구들과 함께 맛있는 음식을 먹으면서 우리나라 말로 이야기를 하면 즐겁습니다. 가끔은 밖에 나가서 한 시간 정도 걷습니다. 걷고 나면 걱정을 잊어버릴 수 있습니다. 그리고 청소를 하는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 깨끗한 집을 보면 기분도 좋습니다. và tiếp theo chúng ta sẽ có phần sẽ xem thêm phần phát âm phát âm trong phần bài này là chúng ta có cái phát âm thêm chữ nò khi phát âm khi đọc thì chúng ta chú ý cái quy tắc quy tắc khi phát âm chữ nò Thêm chữ n là khi chữ n, chữ m, chữ ngò mà có là bát chi mà đằng sau nó bắt đầu bằng những nguyên âm i, ya, yo, yo, u, ye, ye thì chúng ta thêm chữ n vào đằng sau. Ví dụ kháng nam Đấy, ví dụ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần phần, phần phát âm này người ta đọc như thế nào. 우리가 함께 다시 한번 발음해 보겠습니다. 1. 배낭여행을 가고 싶어요. 2. 무슨 일 있어요? 1. 배낭여행을 가고 싶어요. 2. 무슨 일 있어요? 1. 내일 광화문역에서 만나요. 2. 유럽으로 배낭여행을 갔다 왔어요. 3. 재미있는 얘기를 들었어요. 4. 어제 한 약속 잊어버렸어요. 미안해요. 바쁜 일이 있었어요. Chúng ta nhìn lại phần bài số 8 thì chúng ta học về những từ vựng để miêu tả cái tình cảm, cái suy nghĩ của bản thân của chúng ta. Bài này đối với chúng ta sẽ rất là quan trọng. Bởi vì nó có liên quan đến cả những vấn đề phỏng vấn, những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm trong cái phần này. Bài số 7 chúng ta học về uh, tìm đường, còn bài này chúng ta học về phỏng vấn, phát biểu tâm trạng của bản thân khi mà xảy ra một điều gì đó. Và phần ngữ pháp trong phần bài này chúng ta có các biểu hiện vì cái gì đó, temone, hoặc là chắc là đoán dự đoán cái suy nghĩ của người khác hoặc là những cái uh, phản đoán. Tiếp theo chúng ta có uh, cái ngữ pháp đó là st khi khi làm cái hành động gì đó hoặc là khi làm cái gì đó hoặc là chúng ta thể hiện sự tiếc nuối hoặc là uh, giảm bớt gánh nặng khi thì, thì chúng ta sử dụng là a động từ đi với a ư tương tự như là kicha honso kabulesio bài số 8 chúng ta kết thúc ở đây chúc các bạn có một buổi học vui vẻ xin cảm ơn